và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Con trai mới 1 tuổi của Lương Thế Thành bị nói da, nguồn cơn đều bắt đầu từ mẹ Thúy Diễm. Khoe con trai đã biết đi nhưng lại sử dụng hình ảnh nhăn nhó, Thúy Diễm liên tục bị đồng nghiệp trêu là bé Bảo Bảo đã già. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm vừa thông báo bé Bảo Bảo lại chính thức biết đi và bày tỏ mong muốn được nghe con trai cất tiếng gọi mẹ trong tương lai. Nhiều lúc áp lực cuộc sống khiến mẹ muốn bỏ đi thật xa, vậy mà nhìn thằng chó con cái là có thêm động lực, anh ấy đàn ông quá xá. Hôm nay người ta chính thức biết đi rồi nhé, mong chờ con cất tiếng nói yêu mẹ thôi. Trước đó, Lương Thế Thành cũng gây chú ý khi cố gắng tập đi cho con trai khi cả gia đình cùng du lịch tại Thái Lan cách đây 2 tháng. Vụ việc sẽ không có gì đáng nói nếu như Thúy Diễm không sử dụng bức ảnh Bảo Bảo nhăn nhó để minh họa cho thông báo quý tử đã biết đi. Trước hình ảnh ngầu của bé Bảo Bảo, bà xã của diễn viên Huỳnh Đông nhanh chóng vào trêu chọc. Mèn ơi, nay già quá xá rồi con trai. Thúy Diễm cũng thừa nhận con trai đã lớn nhanh hơn so với những gì bản thân tưởng tượng. Tuy nhiên với lời đùa, để trái cà bên cạnh anh, già như trái cà à con trai của người thân, Thúy Diễm lại phản hồi hài hước, sắp có vợ rồi há, thay vì lên tiếng bảo vệ con trai. Trong khi đó, người tình màn ảnh của Thúy Diễm là Thanh Thất lại khen ngợi quý tử đồng nghiệp, mặt ngầu quá. Ngoài ra, Thúy Diễm cũng tiết lộ nguyên nhân chọn bức ảnh con trai có biểu cảm nhăn nhó. Xuất phát từ việc, nữ diễn viên cảm nhận được hình ảnh của Lương Thế Thành trên màn ảnh trong khoảnh khắc này. Nhìn con có nét điện ảnh giống ba ghê. Cộng đồng mạng đã lập tức bày tỏ sự thích thú trước động thái khoe ảnh dìm con vì nhớ đến chồng của Thúy Diễm. Con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm có tên thật là Lương Thế Bảo, tên ở nhà thường gọi là Bảo Bảo. Dù mới 1 tuổi nhưng cậu bé được nhận xét là sở hữu nhiều nét giống bố và mẹ, thường xuyên được vợ chồng Lương Thế Thành dẫn đến các sự kiện giải trí và đến phim trường. Sau khi Bảo Bảo chào đời, trang cá nhân của Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng từ đó mà ngày càng ngập tràn hình ảnh của cậu bé, ghi lại khoảnh khắc con trai từng ngày trưởng thành. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, nhưng hai vợ chồng vẫn dành thời gian để chăm sóc Bảo Bảo, vun vén gia đình nhỏ của mình.